Cách đây 63 năm, ngày 7 tháng 5 năm 1954 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc ta với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, kết thúc cuộc chiến không cân sức kéo dài nhiều năm. Giây phút một tướng chỉ huy lỗi lạc với nhiều thành tích, không chịu khuất phục trước đó, nay lại không chút phản kháng, lầm lũi giơ tay, xin hàng, mãi là hình ảnh bất hủ trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, đã được khắc họa đậm nét trong nhiều bộ phim nước ngoài. Chiến thắng Điện Biên Phủ là nguồn cảm hứng của rất nhiều nhà làm phim trong nước và quốc tế, từ những nhà làm phim tài liệu đến các đạo diễn phim điện ảnh. Năm 1992, nhà làm phim người Pháp Pierre Stroudefer đã gây được tiếng vang lớn trong giới điện ảnh toàn cầu khi cho ra mắt bộ phim tài liệu nghệ thuật có tên Điện Biên Phủ năm 1992. Tác giả, một cựu chiến binh Pháp, đã đem đến cho độc giả một cái nhìn đầy đủ về quân đội Pháp trong 56 ngày đêm ở chảo lửa Điện Biên qua nhiều hồi ức của những người trong cuộc. Tại sao tôi lại thực hiện bộ phim này ư? Tôi muốn kể lại chuyện gì đã xảy ra ở Điện Biên Phủ, mặc dù chiến dịch diễn ra rất ngắn, chỉ trong 56 ngày đêm. Tôi muốn cho mọi người biết những người lính của chúng tôi sống và ăn uống ra sao, vui chơi như thế nào khi mà cái chết luôn cận kề. Kỷ niệm 50 năm Điện Biên Phủ, năm 2004, kênh truyền hình Discovery Channel đã giới thiệu bộ phim dài 1 giờ Secret Missions at Điện Biên Phủ, tạm dịch là nhiệm vụ đặc biệt tại Điện Biên Phủ, của đạo diễn người Mỹ Douglas Pater. Bộ phim là góc nhìn của những người lính Mỹ có mặt trong trận chiến. Năm 2009, VTV đã mua bản quyền phát sóng bộ phim La Pina de Điện Biên Phủ, Chiến dịch Điện Biên Phủ của nhà làm phim người Pháp Jean-Christopher Grelet. Và còn rất nhiều nhà làm phim nước ngoài đã lấy đề tài Điện Biên Phủ cho các tác phẩm của mình theo cách kể lại những gì họ đã chứng kiến hoặc qua hồi ức của những người lính có mặt tại thung lũng Điện Biên vào những ngày tháng 5 năm 1954 lịch sử. Hầu hết họ đều thừa nhận sự phi nghĩa của cuộc chiến. Dù những bộ phim được làm trong các thời điểm khác nhau, có những cái nhìn khác nhau từ nhiều phía, nhưng đã dần dần hoàn thiện một bức tranh về chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Nhiều người lính Pháp năm xưa đã quay trở lại thăm Việt Nam và tỏ lòng ngưỡng mộ trước sự phát triển của đất nước. Tôi rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của đất nước Việt Nam, gặp lại những người từng chiến đấu năm xưa, dù trước kia ở hai chiến tuyến, nhưng giờ không còn chiến tranh nữa. Chúng tôi là những người bạn. Tôi ngưỡng mộ những người lính Việt Nam, tinh thần Việt Nam. 56 ngày đêm ở Điện Biên Phủ đã cho thấy sức mạnh của cả dân tộc. 63 năm đã trôi qua, nhưng âm vang và ý nghĩa quốc tế của chiến thắng Điện Biên sẽ mãi được cả thế giới ngợi ca và ghi nhận.